Ký ức của người lính trinh sát sư 307. Tác giả Võ Văn Hà. Giọng đọc Hồi ức lính. Mời quý khán thính giả cùng đón nghe. Mờ sáng ngày 28 tháng 12, tất cả đều bừng tỉnh do những cơn bão lửa. Tôi ngồi giao hội và căng địa bàn thì thấy pháo của E-572 pháo binh đã chi viện mở màn bằng trọng pháo 155 và 130. Tất cả nhanh chóng chuẩn bị chờ lệnh. Pháo của ta đã bắn vượt qua khu vực chúng tôi phục kích. Xa xa đã nghe tiếng xe gầm rú, nhưng chưa biết đó là xe tăng của chiến dịch đã bắt đầu lăn bánh. Cối của địch và hỏa lực cá nhân cũng nở rộ dọc đường 19. Có vẻ như chúng cố tử thủ khu vực này. Dọc hai bên đường 19, pháo của ta nổ ùng hoàng không ngớt. Đường đạn pháo 130 ly đi căng và tiếng rít rất dễ sợ. Tiếng nổ đanh và miệng bay ào ào, tất cả chúng tôi đều hồi hộp. Nghe tiếng pháo biết là của ta mà vẫn hồi hộp như thường. Lúc ấy không còn ai để phân biệt được hướng đi của đơn vị nào, vì hầu như tứ hướng đã nổ. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng kêu ý ới. Nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là chúng tôi hỗ trợ cho phía bắc đường 19, không cho địch đánh thập hậu vào phía sau, cũng như bên sườn của đội hình. Tiếng súng càng lúc càng rộ hơn, có vẻ khốc liệt hơn. Pháo binh vẫn bắn ở mức độ cao và liên tục. Chúng tôi ngồi chờ mà sốt cả ruột, cũng không còn ai quan tâm đến ăn trưa, vì biết rằng mọi sự đã được bắt đầu. Xế trưa, chúng tôi nghe tiếng máy bay và thấy máy bay trinh sát của ta L-19 hay OV-10 quẩn quanh ở trên đầu vì rừng quá rậm. Những âm thanh ỉnh ỉnh từ trong nội địa của chúng, và có tiếng máy bay phản lực của ta bay ngang trên bầu trời. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã bị dội bom. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi nghe tiếng trực thăng bắn xung quanh vị trí của chúng tôi. Nghe tiếng máy bay quần thảo vòng lại và bắn. Không biết đạn gì mà chỉ nghe ẻ ẻ. Và sau đó là những tiếng nổ liên hoàn. Có 4 chiếc trực thăng loại đầu nhọn của Mỹ bay ngang qua đầu đội hình với tốc độ cao rất thấp, chỉ cao hơn ngọn cây chừng vài chục mét. Thấy luôn cả những con đinh ốc ở dưới bụng máy bay. Bắn dọc đường 19 nghe ùng oàng, anh nào cũng nhấp nhà nhấp nhỏm. Lúc này tiếng xe tăng đã lộ rõ. Bỗng tôi nghe tiếng nổ chát chúa và sau đó là hỏa lực cá nhân. Sau này mới biết là chúng phục xe tăng của ta mất 2 chiếc. Đạn pháo tăng bắt đầu nã vào hai bên đường 19. Cả đạn 12 ly 7 gắn trên xe tăng cũng bắn như mưa sang hai bên đường. Rồi máy bay trực thăng vòng lại bay cặp theo hai bên đường và cũng bắn xối xả. Chúng tôi được lệnh xuất kích ra đường. Gần tới đường nghe đạn của xe tăng bắn, sao mà thấy ớn quá. Thấy tình thế không yên, thủ trưởng giữa mới nói với tôi là anh em trinh sát cẩn thận bám ra đường để bắt liên lạc với anh em ngoài đó. Gần 10 người bám theo các con suối nhỏ để tiếp cận đường 19, nhưng với điều kiện là khi không nghe tiếng tăng nữa, vượt qua làn đạn của phe ta, chúng tôi ra đến đường, dùng mật hiệu màu đỏ làm dấu, nói phải tội là lấy quần đùi của một anh bộ binh. Nhìn thấy mấy chiếc tăng từ bên dưới bò lên, cũng ngán tới xương, sợ bắn nhầm. Tôi vẫy cờ và tay làm hiệu. Khi xe ngang qua, xạ thủ súng máy chỉ hỏi có một câu: "Lính 30 hả?" Cả đội hình tiểu đoàn tràn qua hai bên đường, đứng bảo vệ cho xe tăng tiến hành. Trực thăng vòng lại bắn xối xả vào sâu, bay rất thấp, thấy luôn cả mặt ông xạ thủ súng máy, già hay trẻ. Đội hình xe tăng rồi đến thiết giáp M113 và thấy thấp thoáng phía sau xe Zin 130 chờ bộ binh của sư đoàn 309. Cả đoàn quân hùng dũng tiến về Po Keo dưới sự yểm trợ của pháo binh. Xe tăng và trực thăng lượn trên đầu, và cả anh em E95 nữa. Đời sao oai thế hả các bác 309? Chả bù cho chúng em, sợ bắn nhầm gần chết. Đoàn xe của F309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31, lần lượt tiến về Po Keo. Hình như mỗi xe là một bê, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là ký hiệu xe của từng đơn vị. Tôi thấy anh bạn trinh sát 309 mang ký hiệu là H2. Gặp tôi anh hỏi: "Sao mày đi với 95 mà đứng đây?" Tôi chỉ cười, vì không kịp trả lời, xe chạy nhanh vào đường quá bụi. Bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi.
gói Đà Lạt khoảng 10 điếu. Ôi điều kỳ diệu. Nhanh như một tia chớp, mấy ông 95 đứng cạnh nhìn qua tôi và nhoẻn miệng cười. Anh Thìn tác chiến thấy có khói cũng đi tới hỏi: cho tao điếu. Cũng tội nghiệp cho lính ta, luôn trong tình huống đói thuốc, sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh, đúng là phép thần tiên. Súng vẫn nổ nhưng ở mức độ vừa phải. Hình như lính ta bắn vớ vẩn vào hai bên đường, chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu. Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của tham mưu trưởng sư đoàn trên chiếc xe Jeep. Có mấy ông quấn khăn rằn, thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc bốn thằng tôi đi luôn cùng xe với ông. Lên xe tôi mới biết F-307 hành tiến sau 309, và khi đến Pokeo, 307 sẽ trở thành chủ công, 309 lại dừng lại để củng cố đội hình, vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay. Anh em mệt mỏi, khi đến ngã ba Pokeo, đoàn xe dừng lại tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên. Những chàng cua sắt của E-574 hùng dũng và ngạo nghễ chồm lên với cái nòng pháo ngật ngưỡng, và những ông xạ thủ ngồi chễm chệ trên tháp pháo. Đoàn xe 307 tiếp tục hành quân về phía trước. Tôi đi cùng ban tham mưu sư đoàn trên chiếc xe GMC của ban tác chiến. Xe trống vì ban tác chiến đã đi xuống các đơn vị. Qua Pokeo chừng 5 km, tôi thấy con bò bô nằm chết bên đường, bên cạnh hố bom. Xung quanh vẫn còn bay mùi khét. Phía sau có một đoàn xe đang vượt trái và tiến lên. Thì ra là xe của E-29 đang vượt lên để dẫn đầu đội hình. Chúng tôi đứng chờ cho đến đoàn xe của E-95 thì trời đã gần tối. Tôi đi theo xe của trinh sát 95 và hành tiến về phía trước. Xe dừng lại nghỉ ở bên đường. Toàn bộ các đơn vị bộ binh đều tản ra hai bên đường sâu 200 m để nghỉ đêm tại đây. Nhưng chúng tôi đâu có yên. Lệnh của sư đoàn điều một lực lượng trinh sát khoảng 20 người do anh Hải C phó chỉ huy đi nắm tình hình địch xung quanh khoảng 5 km theo trục đường. Và F cũng đưa một dê của E-29 án ngữ trước đội hình xe dừng. Lần mò trong đêm tối dọc hai bên đường sâu vào trong 50 m, dò dẫm từng bước chân trong đêm. Dọc đường tôi thấy chúng vứt lại vũ khí đạn dược rất nhiều, cũng như nhiều quân tư trang khác. Đạn AT chúng vứt ngổn ngang đầy đường, chứng tỏ đây là một cuộc rút chạy bộ, vì trên đường không có dấu vết của xe. Nghe ngóng động tĩnh xung quanh không có vấn đề gì, chúng tôi báo cáo về sư đoàn và được chỉ thị nằm tại chỗ phòng các tình huống bất chắc. Chúng tôi ẩn vào các nhà dân bỏ hoang, phát hiện có một nồi thịt heo còn nóng, nhưng chúng tôi không dám ăn, và anh em dùng lương khô để cho bữa tối. Đêm tĩnh lặng vô cùng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng súng, và theo linh tính chắc chắn điều gì đó đang xảy ra. Phán đoán của sư đoàn không sai chút nào. Khoảng 3 giờ sáng chúng tập kích vào đội hình ta với lực lượng khoảng một tiểu đoàn 300 quân. Căn cứ vào dấu vết chúng để lại, vị trí chúng tấn công nam đường 19 thuộc phạm vi của E-94 phòng thủ. Nghe tiếng súng nổ cả một góc trời, chúng tôi ngồi dậy mở máy và anh Hải ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Cách chúng tôi chừng hơn 200 m, phía bắc đường 19, địch cũng đang di chuyển nhiều quân, chúng tôi đoán cũng ở cấp tiểu đoàn. Chúng tôi điện về sư đoàn khu vực địch đang di chuyển. Những tiếng nổ lóe sáng cả bầu trời, của ta và của địch. Đường đạn bay ban đêm trông thật đẹp mắt. Chúng dùng cối 120, 82 và các loại DKZ tấn công vào đội hình. Lúc này pháo binh ta ở hướng Pokeo bắt đầu chi viện 155 ly cho trận địa ta. Những tiếng nổ nhức óc kinh khủng, nổ liên tục trong khoảng 15 phút. Bộ binh ở các đơn vị tranh thủ nổ súng theo, về hướng chúng tấn công. Các loại hỏa lực cối DKZ nổ vang trời. Sau khoảng 30 phút thì hướng nam đường 19 chỉ còn nghe tiếng lẹt đẹt của các anh bộ binh. Địch lại tấn công phía bắc đường 19, và lúc này hầu như hỏa lực của ta bắn áp đảo chúng, vì có khả năng chúng đã bị lộ. Sáng ra tôi mới biết hướng chúng đi là vào D2 của E-95. Hướng này ta không dùng pháo binh ở nhà, vì hầu như toàn bộ các loại hỏa lực của E-95 và E-29 đều chi viện cho hướng này. Có những đường đạn 12 ly 7 bay qua đầu chúng tôi. Lúc này có dùng 12 ly 7, có lẽ do bị đánh phủ đầu nên chúng không kịp trở tay và triển khai lực lượng nên phải rút sớm.
Chúng tao chạy về hướng đường cũ, và chúng tôi thấy chúng mang vác khiêng đồng bọn đi qua trước mặt. Chừng 50 mét, chúng bám theo con đường nhỏ của Phum. Tảng sáng, pháo binh của mặt trận tiếp tục bắn trên các hướng. Các đơn vị tỏa ra truy quét xung quanh. Những Phum làng sơ xác, nhà cửa siêu vẹo không vách. Một cảnh quá điêu tàn đập vào mắt chúng tôi. Lần đầu tiên được nhìn thấy một phần nào của cuộc sống người dân Campuchia một cách trực quan nhất. Chúng tôi trở về đơn vị sau một đêm mất ngủ, ăn vội vàng gói mì hai con tôm của bếp sư đoàn. Tôi được gọi lên ban trinh sát sư đoàn, và tại đây tôi được trưởng ban trinh sát sư đoàn thay mặt tham mưu trưởng bổ nhiệm chức bê phó thay cho anh Tiến, vừa hy sinh trên hướng E94 chiều ngày 26 tháng 12. Khi tôi quay ra thì gặp anh trưởng, anh cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Anh cũng băn khoăn là mới đầu chiến dịch mà đơn vị đã bị tổn thất như vậy, không biết sẽ ra sao. Nhìn dáng đi vội vàng của anh, tôi cũng hiểu rằng đơn vị trinh sát đã được giao nhiệm vụ quá sức mình, do hoàn cảnh của sư đoàn đảm đương mũi chủ công của chiến dịch. Tôi quay trở về hướng E95 và lát sau lại được gọi lại ban trinh sát sư đoàn nhận nhiệm vụ cùng D7E29 kết hợp với D7E31 tiến đánh Von Sai. Tôi nhận bản đồ và nhanh chóng về hướng E29 để thực hiện nhiệm vụ. Trên đường đi tôi gặp hai xe cứu thương của quân khu đang đi ngược chiều về hướng Đức Cơ, chắc là đưa anh em thương binh tử sĩ trận đánh tối qua về nước. Chắc cũng không nhiều. Khi gặp thủ trưởng đoàn E95, ông bảo đêm qua trên hai hướng ta diệt 42 tên bỏ tại trận, thu toàn bộ súng, trong đó có công của các cậu. Và ông cũng chúc tôi lên đường cùng E29 thắng lợi. Sáng ngày 29 tháng 12, đội hình 307 xuất phát sớm khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây của rừng Pokeo. E95 đi đầu đội hình, dọc đường 2 giờ đầu chúng ta không gặp địch. Lúc này phía sau đội hình có tiếng máy bay của ta và đạn của máy bay trực thăng đầu nhọn bắt đầu ùng hoàng. Sau đó các trận đánh của đơn vị F309 cũng khá khốc liệt, có lẽ dùng cỡ trung đoàn. Vì nghe hỏa lực cũng như sự chi viện của pháo binh thì biết, dọc đường cũng còn những toán nhỏ lẻ của địch, và chủ yếu là ta dùng hỏa lực của xe tăng và bọc thép để tấn công. Vừa hành tiến vừa bắn, bộ binh trên xe thì bắn AK như giang bắp. Những chỗ nghi ngờ có địch, tôi cũng không còn nhớ khoảng cách từ Pokeo đến Bung Lung là bao nhiêu, nhưng cũng gần lắm. Khi đến Bung Lung, D7E29 và D7E31 cùng hai tăng, hai thiết giáp tách khỏi đội hình. Tôi nhảy khỏi xe D7E29 cùng tổ trinh sát của E31, nhảy lên xe thiết giáp cuối cùng của đội hình, cùng xe với thủ trưởng của quân khu 5, chỉ huy cuộc hành quân tiến về Von Sai. Cũng may là đoạn đường này không xấu và hai bên đường là khu dân cư nên rất trống trải. Cách tìm đường vào trong khoảng 50 đến 100 mét tùy theo đoạn. Dọc đường không gặp sự kháng cự của địch. Hai bên đường những thùng chứa vũ khí của địch vứt ngổn ngang. Thấy rõ đạn cối DKZ B40, B41 nằm trong thùng. Có thùng vơi, thùng đầy. Dọc theo đường chính, các ngã rẽ rất nhiều và trinh sát chúng tôi phải giao hội các điểm liên tục để xác định vị trí chính xác đang hành quân. Báo về với sở chỉ huy, anh thông tin PRC-25 làm việc liên tục theo ý kiến của người sĩ quan quân khu. Tới đầu Phum Calithom, địch xuất hiện, bắn xối xả về phía ta. Nhanh như chớp, các xạ thủ súng máy trên thiết giáp và pháo tăng cũng quay nòng, bắn liên tục vào đội hình địch. D7E31 rời khỏi xe và tấn công vào Phum. D7E29 nằm tại trận địa, triển khai hai bên sườn đội hình, phòng ngừa địch tấn công cả hai bên và phía sau của ta. Bộ binh càn lướt theo xe tăng và thiết giáp bụi mù. Các trận cối của hai đơn vị nhanh chóng lấy phần tử và bắn cho bộ binh. Cối nổ ùng hoàng trong Phum, oanh liệt và hùng dũng nhất là các bác xe tăng, vừa bắn vừa càn vào các ngôi nhà tranh, đổ xuống rồi lại chồm lên, lướt tới. Không thể không nói tới các khẩu DKZ. Toàn bộ anh em bắn ứng dụng trên vai, chạy đặt xuống, lửa lóe lên. Trong máy bộ đàm, vị chỉ huy quân khu liên tục chỉ huy cho anh Thuấn, vị sĩ quan này người Quảng Trạch, Quảng Bình, nói rất khó nghe. Dê trưởng D7E31 nhắc nhở bộ đội nhanh chóng áp sát mục tiêu. Chớm đầu làng tôi thấy hai pốt, một nam và một nữ, bị đạn súng máy của tăng bắn nát người. Ôm trong tay khẩu AT và khẩu AK, một thằng pốt nữa đang bị thương,
nằm sấp, hai tay đang cào cấu vào đất, giống lên những tiếng khò khò. Đầu nó máu toàn máu, có lẽ bị miếng pháo hay cối gì đó. Bộ binh đã thu súng của thằng này, hai lính 31 đang nhìn nó. Không còn tiếng bắn của địch, anh em ta quay lại. Tôi tiếp cận sâu vào trong phum cùng các sĩ quan, bước qua những xác chết của địch. Quang cảnh nơi đây nói lên tình hình địch đang tháo chạy về hướng sông Von Sai, vì chúng bỏ lại nhiều quân tư trang, nhất là các vũ khí đạn dược, rơi vãi khắp phum. Ta không có ai hy sinh, chỉ bị thương 8 anh em và cơ bản là nhẹ. Đoàn hành quân tiếp tục càng vào sâu, thấy một sự trù phú hơn ngoài biên giới. Nhà cửa có vẻ khang trọng hơn. Cơ bản ở đây là rừng cao su đang mùa thay lá. Cách thị xã Von Sai không xa, pháo thủ xe tăng báo về sau, thấy một chiếc xe của địch đang chạy và xin ý kiến chỉ huy. Một M113 được điều lên truy kích, và ý định ban đầu là bắt sống, nhưng việc không thành vì chúng chạy nhanh hơn khoảng cách, không rút ngắn được, và cuối cùng phải tiêu diệt. Chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113 bắn biến thành cục sắt cháy bên đường. Không biết trên xe có mấy tên, nhưng khi chúng tôi đến, những thân hình đang co quắp, mỡ người nhỏ xuống, gặp lửa kêu lên xèo xèo. Chưa đó anh em bỏ lương khô, nuốt chẳng trôi. Tiến vào Von Sai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn, một thị xã nhỏ với những nét nhà cổ xưa, có cái dân giải đá quậy quay ra bờ sông nước chảy lững lờ, thơ mộng. Nhớ đến con sông quê nhà, thời ấu thơ, anh và em cùng tắm chung. Những chuyến chở muối về nhập kho, dưới ánh trăng vàng bạc, em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh, thò tay xuống nước, múc lóng lánh những ánh trăng, nhìn anh say đắm, mơ màng. Cảnh hoang tàn nhà cửa bị bom ta hôm qua, những tên lính post nằm chết ngổn ngang khắp theo nẻo đường. Nhiều thằng không toàn thây, quạ đen thỉnh thoảng bay lên kêu não nùng. Sao xứ sở này nhiều quạ đến thế? Khoảng 50 tên bỏ xác nơi đây mà đồng đội chưa kịp giải quyết cái điều cơ bản nhất. Lệnh rút quân. Đoàn xe quay đầu, vị chỉ huy báo về sở chỉ huy. Trên đường về, đội hình D7E29 đi đầu với một tinh thần cảnh giác cao. Vì theo thông lệ, chúng dễ quay lại phục kích. Tốc độ quay về rất nhanh. Sau đội hình là bụi màu đỏ của đất Ba Gian miền đông bắc Campuchia phủ trên đầu những người lính. Thị xã Pung Lung trước mặt khi trời gần tối. Xa xa vẫn còn nghe tiếng pháo hướng 309 vọng về. Mờ sáng, chúng tôi và anh em trinh sát E95 dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu. 9 giờ hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực. Trời vẫn còn sương mù chưa rõ, máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng gì. Bộ binh ta im lặng chờ lệnh, không khí nghẹt thở bao trùm cả trận địa. Gần như bóng một chiếc máy bay sơn màu xanh quân sự tiến vào khu vực, vòng qua một lượt, vòng lại. Những chùm bom từ máy bay rớt xuống, những tiếng nổ ùng hoàng vang dội, bụi mù khắp một vùng. Chỉ vài chục phút sau, không hiểu trên máy bay này hay chiếc khác, bay lượn lờ quanh khu vực địch 2-3 lần mà chẳng thấy gì. Anh em sốt ruột, bỗng cũng thấy các chùm bom rớt ra. Núi rừng rung chuyển một lần nữa, bụi đất bay đỏ trời. Nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn, nằm phía bên kia sườn đồi, nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước. Xong việc, lượn một vòng và bay về hướng Đức Cơ. Chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom được thả trong phi vụ này. Có sự hoảng loạn trong căn cứ của địch, chúng bắt đầu bắn cối ra đường 19. Chúng tôi chuẩn bị phản ứng thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần hai. Trời nắng gắt, nhưng ở khu vực này rừng rậm nên ánh nắng cũng dịu phần nào. Hai máy bay của ta vòng qua vòng lại, bỗng nghe ùng ùng và xa xa nghe tiếng trực thăng. Ba chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng, đảo quanh, nghiêng cánh, ùng hoàng dẹt dẹt, nổ liên tục. Hết chiếc này đến chiếc khác luân phiên nhau tấn công vào mỏm đồi phía bên kia. Độ bay cũng tương đối cao khi chúng tôi hành tiến trên đường 19. Trực thăng thoát khỏi vị trí, bay vòng hẹp qua khu vực của ta kiểm soát. Pháo binh chiến dịch mở màn 155 và 130, bụi đỏ tung lên. Lệnh tấn công đoàn ngựa sắt của E-574 và M-113 dàn hàng ngang chồm lên, bắn xối xả vào trận địa của địch. Toàn cảnh này là bụi mù đỏ quạnh, của bom chưa kịp tan, của đạn trực thăng, của pháo chưa kịp hòa lẫn không trung. Và lần này pháo tăng bộ binh hành tiến theo sau, và hai sườn của xe tăng, hầu như chỉ để bảo vệ cho xe tăng, chứ nếu bắn thì đạn bay đường nào để cho lọt.
Chúng ngoan cố chống trả với mức độ dữ dội. Đạn cối DKZ-12 ly 7 cũng bắn xối xả vào đội hình của ta. Một chiếc M113 dừng lại do trúng đạn của địch. Đội hình vẫn hành tiến. Z3 là đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên. Súng máy trên xe tăng và thiết giáp bắn chéo cánh trên đầu chúng tôi về các hướng. Bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy tháo xuống đồi về hướng Z2. Toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó. Chúng chống cự yếu dần. Công sự của địch lộ dần trước mặt. Thủ trưởng Nho, dê trưởng Z2, đội nón sắt của anh em pháo binh, nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc C5 và C6 áp sát công sự của địch. Đất bị cày lên qua mấy lần không kích và tả tơi bởi đạn pháo. Cây cối ngã đổ nằm ngổn ngang trên cả lối tiến lên, làm cho trận địa của địch gần như là bình địa. Quang cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời lính, như trong phim về các cánh rừng khe xanh thời ta đánh Mỹ. Toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy như hoàn toàn. Xác địch nằm khắp các công sự, hoàn toàn máu, thịt pha lẫn với đất. Mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa. Ta làm chủ trận địa. Các kho chứa vũ khí âm dưới mặt đất, vũ khí thiết bị rơi vãi, máy bộ đàm, súng DKZ bị bom ta phá hủy. 12 ly 7 bị quẹo nòng, súng cối chân một nơi, đế một nẻo. Bộ lòng của một thằng pốt xấu số nào đó vắt qua thân cối 82. Một thằng pốt mập mạp mặc bộ đồ tô châu, đeo cái túi trong đó có một radio nhỏ, nhưng cũng bị hư, chắc là lục thum bị đạn pháo không nhìn rõ. Lệnh của mặt trận rút quân, bàn giao lại cho anh em F309. Toàn bộ anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19. Hai trực thăng cứu thương đầu tròn đáp xuống mặt đất, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức. Tử sĩ được đưa vào xe hồng, trong đó có thêm 3 đồng chí trinh sát của sư đoàn. Đơn vị lại chịu thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ 1976, 1977, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Đội hình nhanh chóng lên xe, tiến về lại Bung Lung, để ngày mai theo đường 19 tiến về thị xã Sơ Tung Treng. Đây là trận quyết chiến lớn của sư đoàn trên mặt trận biên giới Tây Nam. Phía trước là con đường dài, giai đoạn 1 của chiến dịch. Những người lính con em của 4 tỉnh duyên hải miền Trung, của những anh em miền Bắc nhập ngũ năm 72-73 mà đáng ra họ đã trở về với quê hương, chờ phút giây bình yên, đợi đạn bom giáo tạnh, để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận, để thành vợ, thành chồng và để cùng hôn con, lại lao về phía trước, viết tiếp trang sử của sư đoàn, trang sử huyền thoại của nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia anh em. Đoàn quân hành quân về lại Bung Lung, thủ phủ của tỉnh Ratanakiri. Những phum trống vắng nhà, những ngôi nhà sàn siêu vẹo, dấu tích của thời trước 1975. Trên đường về Bung Lung, đi xe cùng với ban thông tin, anh trợ lý nói nhỏ với tôi: "Mày có thư từ Đà Nẵng, nét chữ con gái đấy. Lát nữa tao lục tao đưa cho." Tôi cố thuyết phục anh lấy cho tôi luôn, nhưng vì quy định là không được đưa thư trong lúc hành quân nên chẳng ai dám. Cuối cùng nhờ có bác tài xế nói thêm, anh mở cái bao đựng thư. Anh nhận ở Pleiku ngày hôm qua, thư Đắc Đoa, chứ không phải bạn bè của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi cũng tranh thủ thời gian ngắn ngủi mở ra đọc. Đà Nẵng. Anh thân yêu, em đã về với Viện 17 Đà Nẵng và chuẩn bị nhập học. Chúng em đang ở tại nhà khách quân khu tại bờ sông Hàn. Ban đêm thành phố quá nhộn nhịp, em cùng mấy chị bạn đêm nào cũng đi dọc theo bờ sông để ngắm cảnh, với lòng thương nhớ anh vô hạn. Hoàng hôn buông chậm chậm, cả một vùng sông nước sông Hàn nhuộm dần màu vàng tím, gió thổi hiu hiu, cuốn đi cái nóng của những ngày nắng tháng chạp dọc biển miền Trung. Cơn nắng hạ chiều nay như mãi hát, em như lạc về mảnh đất quê anh. Đã hơn tuần nay, từ lúc về Đà Nẵng, chiều nào em cũng cùng cô bạn gái mới quen ra dòng sông này, dành chút thời gian ngắm nhìn trời đất, theo dõi những cánh cò bay về phương Nam, về hướng quê hương Bình Định của anh. Cô bạn cứ gặng hỏi mãi, nhưng em chưa trả lời. Vì sao em thường ra đây vào mỗi buổi chiều, ngồi lặng thinh không nói? Hãy để tâm hồn tao vắng lặng, đến một thời gian nào đó mà nỗi nhớ đỡ day dứt trong lòng, tao sẽ nói cho mày biết. Em trả lời cô bạn như vậy. Một cô gái ra bờ sông ngồi một mình trong chiều vắng, kể cũng lạ phải không anh?
nhìn dòng sông hiền hòa trôi xuôi, lắng nghe sự bình yên trong lòng. Là những giây phút em trở lại cùng anh nơi mảnh đất Đắk Đoa. Mỗi đời người sẽ có nhiều kỷ niệm, và về một kỷ niệm đêm đông mưa lạnh giữa rừng Tây Nguyên. Nhưng anh ơi, mùa đông sẽ chẳng thể quay về, chỉ còn chút sương mờ trong mắt người lính trẻ. Thăm thẳm chiều trong mỗi bước em đi, mãi là kỷ niệm không thể phai mờ, là động lực thúc đẩy em bước tiếp trên đường đời, dõi theo bước chân người lính trinh sát của đời em. Anh ơi, nữ giới chúng em khi yêu đến độ đậm sâu, dù dồn nén thế nào, ở bên trong vẫn cứ dâng trào mãnh liệt, vừa e dè vừa táo bạo. Một thoáng gương mặt anh hiện lên bất chợt, vừa gần gũi vừa sâu xa, một cảm giác nhói đau, bất lực trước những khắc nghiệt của chiến tranh, trước những hoàn cảnh của người lính, tuổi chưa đến đôi mươi như anh và em. Có những bến bờ biết bao là hạnh phúc, nhưng biết bao giờ. Thương cho anh cùng bao đồng đội đã nặng hai vai chuyện nước non, khi tuổi còn quá trẻ, mọi ước mơ chưa thành, cứ ẩn hiện trong tâm trí em. Là con gái, chúng em ít có khả năng thoát khỏi những ký ức, vì em luôn nặng lòng với những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình. Đêm ấy, giữa rừng Đắk Đoa trời đầy sao, muôn tinh tú trên trời đang nhấp nháy, đang lên tiếng để đánh động hai trái tim, đang bay bổng phiêu lãng. Bờ vai anh, nơi em nương thân chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn là chốn êm đềm và ấm áp nhất mà em được tận hưởng. Nam nữ thanh niên ở thành phố này tối tối cùng nhau trên chiếc xe đạp đi vòng quanh thành phố, ghé những quán chè dọc bờ sông Hàn nơi em dạo bước đi qua, vào các rạp chiếu phim nơi em đi qua, nhưng không dám nhìn họ vì em thiếu mất anh. Họ nhìn nhau say đắm, họ yêu nhau qua đôi mắt, như em đã từng yêu đôi mắt anh, như yêu những chân trời chưa bao giờ được tới, yêu đôi mắt anh như yêu nẻo đường đời cay đắng. Bất chợt em rùng mình, nghĩ tới giờ này các anh và đồng đội đang ở đâu. Ở một nơi nào đó trên đất Campuchia lành ít dữ nhiều. Những gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ, da xanh xao vì sốt rét, gương mặt u sầu lo lắng vì ngày mai chẳng biết đánh ở đâu. Tổ quốc Việt Nam, nơi có những người mẹ nhớ con từng đêm, nơi có những người vợ mỏi mòn ngóng chờ chồng, nơi có những người yêu úp mặt khóc khi hoàng hôn về, đêm xuống. Là tất cả phải không anh? Ngày mai, chúng em được vào viện 17 để phục vụ các anh thương binh từ chiến trường ca trở về. Đọc đến đây thì bỗng nhiên xe dừng lại. Tôi nhanh chân nhảy xuống xe, nhét vội lá thư vào trong túi, vì thấy phía trước bắn pháo hiệu gặp địch. Súng nổ gian một hồi rồi dứt. Toàn bộ sư đoàn án ngữ ở các ngã ba đường tiếp giáp với đường 19. Ban pháo binh và trinh sát sư đoàn lên kế hoạch bố trí các trận địa pháo nhằm có thể khống chế các đơn vị đóng quân và các đơn vị trong tầm pháo của ta. Anh em trinh sát nhận thêm địa bàn của Bulgari 60 Lizak mới toanh để có thể hoạt động vào ban đêm. Khoảng 7 giờ, sở chỉ huy tiền phương quân khu lệnh cho sư đoàn lên đường, vì phía trước có một bộ phận đặc công chiếm bờ đông của sông Serepok, và đơn vị phải lên đường hành quân ngay trong đêm.